Phượng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phượng sẽ chia sẻ một cái phong cảnh đẹp ở bến Ninh Kiều, Cần Thơ nha cả nhà. Phượng quay lại cảnh đẹp nên chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn theo chân Phượng để ngắm những cái con sông rất là đẹp luôn nè cả nhà. Nhìn xa xa những cái chiếc tàu, chiếc thuyền rất là đẹp. Phượng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video của Phượng. Cả nhà xem nhớ ủng hộ cho Phượng một like và một đăng ký kênh. Phượng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Phượng xin chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an, và luôn luôn thành công nhiều trong cuộc sống. Phượng sẽ chia sẻ cảnh đẹp cho cô chú anh chị và các bạn xem cảnh đẹp. Mời cô chú anh chị.
Cô chú anh chị và các bạn, Phượng chia sẻ cảnh đẹp ở Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Đầu video đến đây cũng đã kết thúc. Phượng rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo chân Phượng xem hết video. Phượng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ, thành công và gặp nhiều may mắn nhiều trong cuộc sống. Cảm ơn cô chú. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào.